Diện mạo của Ngân 98 sau phẫu thuật Ngân 98 gây ấn tượng với nhan sắc ngọt ngào xen lẫn quyến rũ trong bộ ảnh mới. Mới đây, Ngân 98 đã thu hút sự quan tâm khi đăng tải bộ ảnh mới, khoe vẻ đẹp quyến rũ sau khi trải qua ca phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc. Trong bộ ảnh, Ngân 98 diện chiếc áo crop top màu nâu, khoe khéo vòng một căn tràn và vóc dáng thông gọn. Điểm nhấn trong lần xuất hiện này chính là diện mạo mới của Ngân 98. Nhìn vào bộ ảnh, có thể thấy khuôn mặt của cô đã trở nên thon gọn, đôi mắt to tròn, sống mũi cao thanh thoát cùng đôi môi căng mọng. Những đường nét này khiến nhan sắc của Ngân 98 càng trở nên cuốn hút và nổi bật. Để có được vẻ đẹp như hiện tại, Ngân 98 đã không ngần ngại đầu tư mạnh tay cho lần phẫu thuật thẩm mỹ gần nhất. Cô chi tới 700 triệu đồng cho các phương pháp phẫu thuật tại Hàn Quốc, bao gồm sửa mũi, cấy mỡ, gọt cầm và hạ gò má. Dù vấp phải nhiều ý kiến trái chiều về việc lạm dụng dao kéo, nhưng Ngân 98 vẫn không hề tỏ ra phiền lòng. Dù bị cộng đồng mạng nhận xét khuôn mặt cũ trong sinh và sang hơn, Ngân 98 vẫn nhẹ nhàng giải thích. Mọi người ơi, do mới phẫu thuật nên còn sưng lắm. Cả nhà kiên nhẫn thêm ít ngày nữa, chắc chắn sẽ xinh đẹp hơn mặt cũ đó ạ. À. Bất chấp những ý kiến trái chiều, Ngân 98 vẫn kiên định với phong cách của bản thân và không ngừng cải thiện ngoại hình. Sự thay đổi về nhan sắc không chỉ giúp Ngân 98 hoàn thiện vẻ ngoài, mà còn cho thấy sự đầu tư kỹ lưỡng của cô về mặt hình ảnh. Vẻ đẹp hiện tại của Ngân 98 được đánh giá là ngày càng cân đối và sắc nét. Ngân 98, tên thật là Võ Thị Ngọc Ngân, quê ở Bình Định. Cô từng được biết đến thông qua những video khoe hình thể táo bạo. Tuy nhiên, cô chỉ thực sự được biết đến rộng rãi khi bắt đầu hẹn hò với nhạc sĩ Lương Bằng Quang vào năm 2018. Mối tình này giúp tên tuổi của Ngân 98 càng trở nên phổ biến hơn trong giới giải trí. Video chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để theo dõi những video khác nhanh nhất. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn.